Chiều nay, ngày 5 tháng 11, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì làm việc với đoàn công tác. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Theo kế hoạch kiểm tra, đoàn công tác bám sát đề cương Bộ Chính trị ban hành, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong triển khai lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ. Đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra và làm việc với một số cấp ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với đề cương kiểm tra, đồng thời đề nghị bổ sung thêm về nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, cũng như tích hợp các bài học kinh nghiệm, sáng kiến và phần đánh giá chung. Bí thư Thành ủy cho biết thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra và đã chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị kỹ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn thực hiện nhiệm vụ theo chương trình đã đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, nghị quyết đại hội 13 đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược và điều quan trọng nhất là phải cụ thể hóa đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngoài thành ủy Đà Nẵng thì trong đợt này, các đoàn kiểm tra của bộ chính trị cũng kiểm tra nhiều đơn vị địa phương khác, qua đó để đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, các vướng mắc phát sinh để báo cáo bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương đề nghị thành ủy đà nẵng tích cực phối hợp với đoàn kiểm tra và chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo với đoàn và các vấn đề liên quan trong quá trình kiểm tra nếu có vấn đề phát sinh thì đoàn sẽ thống nhất với địa phương để giải quyết